chào quý vị khán giả đang đến với tạp chí văn hóa xã hội tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn thân mến, xác định công tác xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Giai đoạn 2016-2020, các cấp công đoàn đã tổ chức tuyên truyền cho trên 2 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chỉ đạo hướng dẫn của tổ chức công đoàn về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 5 năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền cho trên 1 triệu lượt công nhân viên chức lao động về các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, phòng chống HIV/AIDS, tư vấn về sức khỏe sinh sản, tình yêu, hôn nhân gia đình, ma túy, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp. Hiện tại, nhìn chung, cán bộ công đoàn đã nắm rõ thông tư 08 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Thông tư 08 hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, làm rõ các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Là chủ nhiệm chương trình 3, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 13 lớp tập huấn cho trên 1.300 cán bộ công đoàn các cấp về công tác xây dựng đời sống văn hóa với nhiều nội dung. Qua đó, giúp cho cán bộ công đoàn các cấp nắm rõ chi tiết các quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Trong năm 2021, thì do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thì nhiều cái hoạt động phong trào trong đoàn viên công nhân viên chức lao động cũng bị gián đoạn và cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong đó có cái việc triển khai thực hiện cái chương trình 3 về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tuy nhiên thì nhìn chung về những cái hoạt động mang tính chất là bề nổi thì bị gián đoạn. Tuy nhiên là những cái hoạt động mang tính chất chiều sâu, đặc biệt là cái phát huy vai trò, trách nhiệm, ý thức, rồi những cái hành động đẹp của đoàn viên người lao động trong cái việc tham gia phòng chống dịch và hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng đã xuất hiện ở rất nhiều cái lĩnh vực, ở nhiều cái cơ quan, đơn vị, nhiều doanh nghiệp cũng đã được cái dư luận xã hội rồi các cấp ủy chính quyền cũng như cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Trong đó thì phải nói là có những cái doanh nghiệp mà ở công đoàn cơ sở đã chủ động triển khai nhiều cái mô hình hỗ trợ cho đoàn viên người lao động phù hợp. Thí dụ như là ở các cái công ty có đông công nhân lao động thì họ cũng đã chủ động tổ chức những cái buổi livestream mà những cái người streamer đó chính là những cái người thành viên của ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc là những cái đoàn viên nòng cốt, họ tổ chức các cái buổi livestream để hướng dẫn cho đoàn viên người lao động về thủ tục đăng ký để nhận những cái gói hỗ trợ an sinh xã hội, nhận những cái gói hỗ trợ về chính sách theo nghị quyết 68, rồi những cái vấn đề liên quan tới thủ tục và giải quyết về bảo hiểm thất nghiệp, vân vân. Những cái mô hình này cũng rất là hay, là đã được đông đảo công nhân lao động ủng hộ theo dõi và cũng qua đó cũng đã hỗ trợ được rất nhiều công nhân lao động trong cái việc giải quyết các cái chế độ chính sách hỗ trợ cho đoàn viên người lao động. Những năm qua, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, những nội dung trọng tâm, nhiệm vụ hoạt động của tổ chức công đoàn và thường xuyên giới thiệu về tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích nổi bật trong xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Công tác thi đua đã nêu bật vai trò của công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, nhân rộng điển hình đến các cấp công đoàn học tập, chia sẻ kinh nghiệm để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của công đoàn cơ sở, quyền dân chủ và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong việc triển khai có hiệu quả công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa,
các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, các doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức và hội nghị người lao động. Hoạt động này đã góp phần tạo môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, công bằng, trách nhiệm và hiệu quả, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, không ngừng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, quan tâm đời sống và thu nhập của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Mỗi lần hội nghị như vậy thì nó sẽ có những cái kết quả rất là tích cực và dần dần thì mọi cái nó được các mối quan hệ giữa công nhân, giữa người lao động và ban giám đốc công ty được gần gũi hơn. Thực hiện quyết định số 1780 ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phù hợp với tính chất, đặc điểm của các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và điều kiện của từng địa phương, góp phần giải quyết những nhu cầu chính đáng của công nhân viên chức lao động. Điểm sáng của 5 năm qua, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư các thiết chế, cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động và giao cho công đoàn quản lý, khai thác. Đến bây giờ là trên địa bàn huyện Trảng Bom là tình hình sản xuất, kinh doanh đã đi vào ổn định. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Ngày hội Công nhân viên chức và người lao động nhân dịp tháng công nhân và liên hoan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc với các nội dung thiết thực như tìm hiểu kiến thức pháp luật lao động, công đoàn xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, văn nghệ, thể thao đã thu hút đông đảo công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh tham gia. Tổ chức công đoàn cũng đã xác định là sẽ phải đồng hành với lại doanh nghiệp, chia sẻ, vận động, tuyên truyền đoàn viên người lao động tích cực hưởng ứng để mà thực hiện các nội dung này. Trong đó thì tổ chức công đoàn các cấp, nhất là ở phía công đoàn cơ sở, sẽ phải phát huy tối đa cái vai trò của mình để chủ động triển khai các cái chương trình hỗ trợ cho đoàn viên người lao động từ các cái chính sách chung của tổ chức công đoàn theo các quyết định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để các cái gói hỗ trợ của tổ chức công đoàn. Và bên cạnh đó là tùy theo cái điều kiện của từng cái công đoàn cơ sở để có những cái chính sách hỗ trợ phù hợp cho đoàn viên người lao động. Các cấp công đoàn đã triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, phong trào dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục, phong trào lương y như tự mẫu của ngành y tế, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình thực hiện chỉ thị số 05 và các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn. Qua các phong trào thi đua, 5 năm qua, toàn tỉnh đã có hàng trăm đề tài, hàng ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng. Trong các sáng kiến đó, thì cán bộ công nhân viên đưa những ý tưởng hoặc thực hiện những sáng kiến tiêu biểu sẽ được phong tặng những danh hiệu trong công ty như là vua cải tiến và được khen thưởng với mức khen thưởng hiện nay cho những cá nhân có thể lên đến hàng chục triệu đồng. 5 năm nhìn lại, công tác triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào việc nâng cao nhận thức, lòng tin của cán bộ, đoàn viên công chức viên chức lao động đối với đường lối đổi mới của Đảng, vai trò quản lý điều hành của nhà nước, phấn khởi tin tưởng vào sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước và của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.